Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV của tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp. Sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa phát đi thông báo về tình hình thời tiết ngày 20 tháng 6. Theo đó, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình và từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40 đến 45%. Khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ và từ Đà Nẵng đến Ninh Thuận có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50 đến 60%. Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Sau đây là dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước. Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27 đến 30 độ, nhiệt độ cao nhất 35 đến 38 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Riêng Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26 đến 29 độ, riêng khu Tây Bắc 23 đến 25 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 33 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Riêng Hòa Bình 36 đến 38 độ, Điện Biên, Lai Châu 29 đến 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trung du và đồng bằng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27 đến 30 độ, riêng khu vực vùng núi 25 đến 28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Riêng vùng đồng bằng và trung du 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 28 đến 31 độ, nhiệt độ cao nhất 36 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía Bắc có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất 35 đến 38 độ, phía Bắc có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất 32 đến 35 độ. Thành phố Hồ Chí Minh ít mây, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất 33 đến 36 độ. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Đừng quên bấm thích video và đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên cập nhật những thông tin mới nhất trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.